người. Trời, trời ơi, nó mỏi, mỏi. Cái gì vậy trời? Trời, trời đất ơi, ai ăn chuối dục tùm lum ra nhà vậy trời? Anh này thiệt tình á, ăn chuối để dục tùm lum ra. Cái gì vậy trời? Cái gì vậy? Cái nhà gì mà như cái chuồng heo vậy nè? Trời ơi, trời. Dạ xin lỗi anh, em lộn phòng. Ủa gì kỳ vậy? Nhớ rõ ràng phòng này là phòng của mình mà. Đây nè, đồ mình nè, đúng rồi. Đây nè, áo mình nè. Chính xác luôn. Cái thằng cha đang nằm đó là chồng mình nè. Trời ơi, trời ơi. Nè, tại sao vậy? Tôi để trong phòng bóng dơ như vậy hả? Thấy vợ về cũng không có thái độ gì hết là sao? Anh làm gì vậy? Hôm nay em giao anh nhiệm vụ ở nhà, anh làm công chuyện cho em, anh làm chưa? Hả? Làm xong hết nhiệm vụ ra. Cái gì? Anh nói lại cụ thể từng nhiệm vụ tôi nghe coi. Việc mà con nhím. Anh giết tôi luôn đi trời ơi. Cái gì mà giết nhím ở đây? Đâu có nhận nhiệm vụ giết vợ đâu mày nào. Nghe tôi nói gì không vậy? Nghe gì vậy? Sao không nghe gì? Nè, bây giờ sao đây? Trời ơi, bây giờ anh giết nhím nó xong rồi anh còn làm được cái gì nữa hả? Mua 5 bình máu. Ừ, đúng rồi đó, anh đi mua máu đi, anh đi mua máu liền đi. Chứ không thôi là bây giờ tôi cắt cổ tay, tôi chết tại đây cho anh vừa lòng đi nè, anh muốn không? Hả? Muốn không? Nè, anh coi tôi không có ra cái gì hết vậy hả? Trời ơi, để cho đồ đạc tôi lâm trên nhà vậy đó hả? Anh đang làm nhiệm vụ mì mệt quá. Cái gì vậy trời? Bây giờ là coi như là không coi vợ ra gì luôn. Bây giờ muốn lấy cái game này làm vợ, lấy nó về làm vợ đi, tôi bỏ anh đi nè. Giờ muốn không? Game đâu có lấy làm vợ được đâu. Cũng biết vậy ha, khôn á. Bây giờ tôi đếm từ 1 tới 3. Anh không bỏ game là tôi bỏ anh nghe chưa? 1 2 ít ra phải vậy chứ. Đau bụng quá. Đau bụng quá. Ê, ủa gì kỳ vậy? Anh ngồi vậy là vì đau bụng chứ phải vì tôi hả? Ủa mà vô toilet tự nhiên mang cái điện thoại theo chi vậy hả? Sao tôi bất hạnh quá vậy nè. Cam của chị, cà phê của anh. Đố cho em ly cà phê nha. Cà phê đá hả? Cà phê đế. Nè, bữa giờ tao để ý nghe, mày uống cà phê hơi nhiều đó. Sáng uống cà phê, trưa uống cà phê, chiều cũng cà phê. Uống hoài cà phê nhiều quá không có tốt đâu nha. Làm gì mà uống cà phê dữ vậy hả? Em mới bữa nay đang cày. Cày cái gì? Mày sao xạo gì vừa thôi. Bữa giờ tao thấy mày á cứ ru rú trong nhà, có bước ra ngoài đường đâu mà cày. Anh có biết cái gì? Em cày game. Cái gì? Cày game. Cái thằng này. Tao dặn mày bao nhiêu lần rồi, thời gian á thì lo làm cái này làm cái kia đi, nó có ích. Cứ tối ngày lao đầu vô ba cái game như con nít vậy đó. Nè, có việc cho mày làm nè. Việc gì? Việc nhẹ lương cao làm không? Làm. Nhưng mà anh nói thử việc gì coi. Công ty tao á đang tuyển người. Yeah. Làm việc ở cao ốc 60 tầng nha. Cần tuyển thợ lao kiến. Lao kiến hả? Ừ. Mà tao nói mày nghe, cái công việc này á đơn giản quá mà. Cứ tối ngày cầm cái khăn lào mấy cái kiến, đơn giản vậy mà tiền lương thì 5-6 triệu một tháng, quá sướng rồi còn gì nữa. Cái việc làm này không phải ai muốn làm cũng được đâu nha. Trước đây á là thằng cháu của ông phó tổng giám đốc
là nó làm rồi đó. Tự nhiên mới có tuần trước à, Bảo nhớ cái vụ Bảo không? Bảo nghe đây nè, tuần trước à, biết ra không? Rồi cái bởi vì cái nó nghỉ việc luôn. Công ty tuyển người mới. Tại sao nó nghỉ, Bảo thì sao? Đơn giản thôi, gió thổi mạnh quá nhỏ té. Đâu? Đâu nó chết chưa? Chết cái gì chết? Công việc này là một công việc vô cùng an toàn thì làm sao mà chết được? Lúc nào cũng có cái dây bảo hộ là không chết được. Mày cứ yên tâm đi. Nhưng mà lý do mà nó nghỉ á là vì khi mà nó té xuống nó hoảng sợ quá, cho nên bây giờ là nó đang điều trị ở trong 192 Hàm Tử á. Ở đâu anh? Trời ơi, nhà thương điên đó ông nội. Siêu. Thôi, tao nói nghe, việc làm này tốt lắm. Tao thấy mày là người quen cho nên mới ưu tiên giới thiệu đó. Ráng làm nghe không? Thôi em không có làm đâu, dạo này em bận lắm. Bận cày game này, không có thời gian nữa. Cái thằng này. Thôi đi. Bận bày game, bận kỳ game. Dạ. Yeah. Thiệt tình á. Cô nói chuyện với nó đi. Tối ngày lo game không à. Công ăn chuyện làm không chịu lo gì hết trơn á. Anh Tú ơi, anh không làm mà anh cứ nhận cho em làm cũng được. À đúng rồi. Hôm bữa em nấu lên em đầu anh đưa em đi chơi mấy cái trò cảm giác mạnh đúng không? Ở đúng đầm sen đúng không? Ủa em thích mấy cái trò đó đó. Cái tàu lượn siêu tốc này đúng không? Trời cái cảm giác như nó bay, nó bồng bềnh giữa không trung. Còn cái tàu lượn siêu tốc hả? Trời ơi, nó lao nó lộn. Trời em thích lắm, em khoái mấy cái trò cảm giác mạnh lắm luôn. Anh có trò này chơi mày nó không tốn tiền luôn còn được tiền nữa. Dắt em đi chơi hả? Anh nhận đi. Đã vậy? Em thấy vợ em là một người rất là thích hợp cho cái việc đó. Em đi làm lau kiến ở nhà cao tầng đi. Người ta sẽ kéo em lên công ty lấy keo. Xong rồi em lao. Rồi người ta sẽ lấy cái dây người ta đung đưa. Người ta lấy dây người ta kéo lên kéo xuống. Em sẽ có cảm giác mạnh. Rồi. Nếu như mà lỡ mà có té xuống là cùng lắm là vô 192 Hàm Tử thôi. Là đâu? Bệnh viện tâm thần á. Ở chung với lại cháu giám đốc đó không anh? Đúng rồi. Đại bà không à. Có đâu. Làm gì mà tới mức đó. Em mà ví dụ như mà có rớt xuống á thì cũng là chỉ là cảm giác mạnh thôi chứ đúng không sợ đến mức đó đâu. Nó đẻ lắm em, là nó đẻ lắm. Em đi làm đi. Dạ. Thấy không? Nói nãy giờ tôi thấy hai vợ chồng trao đổi thảo luận với nhau rất là tốt. Dạ. Bởi vậy tôi quyết định rồi, tôi sẽ nhận cô Nguyễn Thị Dung vô làm cho cao ốc 60 tầng của công ty tôi. Được không? Nhưng mà cô cứ yên tâm đi, công việc này là việc nhẹ lương cao mà đặc biệt á là có bảo hiểm nhân thọ, chết có người lo. Em đi làm đi. Ôi là chị. Nãy giờ là nói là lao kiến ở trên 60 tầng á hả? Đúng rồi. Là treo chổng ngược người lên hả? Đúng rồi. Bậy rồi. Trời ơi, em tưởng cho em chơi cho cảm giác mạnh, em thích thôi chứ nghĩ sao em làm công việc đó. Trời ơi, tự nhiên gái đàn bạn gái người ta treo ngược em lên vậy rồi đàn ông trai người ta nhìn lên đánh giá em ra gì nữa. Em đi làm đi. Anh ở nhà em anh xài được. Hai vợ chồng này mắc cười quá, người ta thấy hai vợ chồng không có việc làm, người ta quý người ta mới giới thiệu việc cho. Nói một hồi chồng không làm, vợ cũng không làm. Biết rồi mắc mệt với mấy người à. Thôi tự lo kiếm việc mà làm đi, tôi không nói nữa. Nhưng không phải. Nghĩ đi. Ví dụ có việc nào nữa. Anh Tú. Ôi. Dạ cái gì gì. Anh á, tại anh không á. Bao nhiêu người muốn giúp công ăn việc làm cho mình à. Tại anh làm người ta mất hứng á. Game có gì hay đâu mà cứ chơi hoài à. Sao không hay, em không chơi nên em không thấy nó hay thôi. Thì em chơi em thấy nó hay lý dần. Hay chỗ nào? Em coi đi. Đi săn bót đâu phải đơn giản đâu. Mình phải làm dùng gì? Cái trí tuệ của mình. Mình dùng cái sự khéo léo của đôi bàn tay. Sự nhạy bén. Cái IQ của mình, mình xử lý tình huống. Thấy chưa? Vậy hả? Đúng rồi. Hải ơi. Dạ. Bạn con nó kiếm con kìa. Con cứ nói với nó là thằng Hải chết tao. Nói mày chết rồi hả? Dạ. Ừ. Không, ê, rồi, nè, coi như Hải nó chết đi, còn mày kìa, con kia, con vợ thằng Hải. Dạ, cô nói với nó là con vợ của thằng Hải chết theo thằng Hải luôn rồi. Chết chùm nguyên cặp phải không? Dạ. Rồi, vợ chồng nó kêu là vợ chồng nó chết chùm rồi con ơi. Trời đất ơi, vợ chồng. Ê. Hai vợ chồng bay chưa chết là tao chết trước hai vợ chồng bay rồi đó nha. Ủa, trần chổng nàng kìa mày. Ngầu chơi bà nào mày. Chơi. Tao nói mày nghe khoan đi, dẹp hết đi, nha. Bây giờ mày nói cho tao một tiếng đi.
Cái hồi tháng trước á, mày mượn tiền tao, mày gọi cho tao, mày nói là con vợ mày nó đang bệnh. Mày mượn tao 2 triệu đồng, tao đưa cho mày 2 triệu đồng đưa con vợ mày đi khám bệnh đúng chưa? Rồi mày im luôn tới giờ gọi điện mày không bắt máy là sao mày? Cái đó là khỏi, tới vợ mày nè, dạ. Ê con kia, hôm nọ mày nói anh chồng mày bị xe đụng, mày chạy qua mày mượn tao 2 triệu đồng đúng không? Đúng không? Rồi xong giờ làm sao? Cái im đó... luôn, y chang chồng mày luôn. Phải. Ê vậy là làm sao giờ hai vợ chồng bị chơi kỳ vậy? Cái đó em bị quan á, em không có muốn nói xạo anh đâu. Tại chồng em á, nó xúi em nói xạo anh để lấy tiền của anh á. Trời đất ơi. Vợ tao nó xúi tiền, mượn tiền rồi. Thôi. Bây giờ mày nghĩ đi. Tao ở nhà không mà đâu có đi làm cái gì đâu. Ở nhà chơi game mà đâu có cái gì mà tiền để mà mua đồ ăn đâu. Nói chung lại là hai vợ chồng bay xúi nhau để gạt tao đúng không? Không có gạt, nói chung là mượn tiền tao chứ không có gạt. Dạ, mượn trước thôi hả? Mượn trước thôi rồi tại sao gọi không bắt máy? Nhắn tin không trả lời giật luôn hả? Nè, thôi giờ tao cũng lương thiện mà. Có nghĩa là bây giờ không có tiền tao là hai vợ chồng mày chết đúng không? Đúng không? Mượn tiền tao là để mưu sinh thôi chứ gì dạ, đúng không? Dạ đúng rồi, đâu có cơm ăn đâu mừng ra gì mà tiền. Đúng rồi, đi tối ngày ngồi chơi bá này không nè đúng không? Dạ. Rồi thôi đơn giản thôi, tao nhân đức lắm nghe. Dạ. Bây giờ tao đi về. Từ giờ tới chiều nay chứ, xin lỗi ha. Dạ. Chiều nay, dạ, tao qua đây. Hai vợ chồng mày không trả đủ cho tao 4 triệu á, tao chặt hai cái tay của hai vợ chồng mày. Dạ. Nha, lúc đó coi còn bấm máy chơi game được không nha. Tôi thiệt, vợ chồng kỳ cục, chơi bạn chơi vậy chơi không bền mày. Em ơi, tập bấm bằng chân đi, nó chặt tay là. Cũng đúng á. Chặt. Kệ nó về rồi hả con? Cô thấy thằng bạn con không? Bạn bè gì mà nó thẳng vô mặt cho con vậy á. Nó kêu chặt tay chặt chân ai vợ chồng con kia. Dạ. Vậy hả? Dạ. Bây giờ vậy đi, bạn con giờ nói thẳng ở trong mặt con giờ á, cô cũng đập thẳng vô mặt hai vợ chồng tụi con nha. Ừ. Bây giờ sau khi chiều nay á mà trả cho nó 4 triệu xong đó ha, hai vợ chồng gom góp hết tiền lại, trả lại cho cô 3 tháng rưỡi tiền thuê nhà. Sau đó là còn lại bao nhiêu đồ đạc gom đồ dọn sạch khỏi nhà cô ngay lập tức. Chứ bây giờ á, cô chứa cũng hết nổi rồi. Nói thiệt, hồi lúc mà tụi con mới lấy nhau á, cô cho tụi con thuê nhà giá rẻ đúng không? Thuê thiếu mà thiếu gối đầu đó, thiếu gối đầu từ tháng này qua tháng nọ. Cô như tiên vậy. Tại vì cô nghĩ rằng sao là tụi con á là khó khăn trong thời gian đầu. Nhưng bây giờ á thì cô ngộ ra được một cái điều là cái đó nó thuộc về bổn chất rồi. Con hiểu không? Cái bản chất của hai vợ chồng con là cái thứ lười biếng ha. Thằng chồng lây qua cho con vợ cái sự lười biếng và ảo tưởng. Con vợ lây qua cho thằng chồng cái ham vui ham hố. Hiểu chưa? Thủa đời nay á đó, không làm không ăn gì hết, ở nhà hai đứa mỗi đứa một máy như vậy đó, con có được không? Cô tốt như cô tiên mà sao bây giờ cô không làm tiên nữa vậy cô? Cô làm tiên cho tụi con nhờ đi cô. Cô ơi, mất miệng này mình còn miệng khác, mất máu thì mình mua thêm bình máu mình bơm vô, có cái gì đâu. Dạ.